Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Trần Ngọc Thảo. Hiện tại mình đang là chuyên gia đào tạo giáo viên tiếng Anh tại trung tâm Tyson Simple Education. Thì trong những video trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn những cái lý thuyết về thuyết thủ đắc ngôn ngữ của giáo sư Stephen Gresham. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào thuyết cuối cùng, đó là thuyết Natural Order, thuyết trình tự tự nhiên nha. Thuyết Natural Order hay còn gọi là thuyết trình tự tự nhiên. Theo giáo sư Stephen Gresham thì mỗi người chúng ta sẽ có một trình tự hấp thụ ngôn ngữ một cách tự nhiên. Thì như thế nào là hấp thụ ngôn ngữ một cách tự nhiên? Bây giờ mọi người thử coi hai câu này cho mình nha. Mình sẽ có hai câu là number one, it's raining. Number two, it rains. Theo mọi người, trong hai câu này, câu nào trong thực tế mình xài nhiều hơn? Mình cần phải sử dụng trước. À, câu số 1 đúng không? It's raining. Nhưng mà thường theo mấy cuốn sách dạy ngữ pháp á, thì câu nào được dạy trước? Câu số 2 đúng không? Hiện tại đơn trước, xong sau đó mới dạy hiện tại tiếp diễn. Chứ gì nữa? Right. Rồi một ví dụ nữa nha. Have you ever visited Hội An? Câu này trong thực tế khi mà mình gặp người nước ngoài mình cần xài nhiều không? Có, cần xài nhiều lắm. Nhiều khi gặp người nước ngoài là nói câu này liền quá. Vậy tại sao mình không dạy cái cấu trúc ngữ pháp này trước mà lại đi dạy những cái câu như là quá khứ đơn trước? Did you go to Hội An? Nó đâu có đúng đâu, đúng không? Phải là câu Have you ever visited Hội An mới đúng chứ. Thì giáo sư Stephen Gresham mới thắc mắc cái chuyện này là tại sao chúng ta không dạy những cái cấu trúc ngữ pháp mà học trò cần xài trước mà lại đi dạy theo trình tự từ dễ đến khó của cấu trúc ngữ pháp. Bây giờ mình cũng để chứng minh cho mọi người thấy, mình sẽ tìm một cuốn sách cho bạn coi. Đây là một cuốn sách dạy ngữ pháp, mọi người để ý nha. Đây, đây là am, is, are, has, have, got nè, present simple tense đúng không? Chúng ta sẽ dạy I walk to school nè. Đó, dạy simple tense trước. Đầu trang 16 nè, thấy không? 27, 20 nè. Rồi, xong sau đó chúng ta mới dạy tiếp là she is eating, I am seeing him tomorrow, present continuous, dạy sau. Thì tại sao lại dạy theo thứ tự từ dễ đến khó của cấu trúc ngữ pháp mà không dạy theo những cái câu nào mà người ta cần xài trước? Thì Stephen Gresham mới nói rằng mỗi người chúng ta có một trình tự hấp thụ ngôn ngữ một cách tự nhiên, và cái trình tự này nó sẽ không giống như trình tự từ dễ đến khó của điểm ngữ pháp. Thì trong nghiên cứu của Stephen Gresham, ông có đề cập đến một cái nghiên cứu khác của giáo sư Brown. Thì ông này mới nói rằng là khi mà ông này ông nghiên cứu về cách một cái bạn nhỏ, một cái đứa trẻ họ hấp thụ cái cấu trúc ngữ pháp á, thì thường những cái bạn nhỏ sẽ nói câu này trước. He is playing baseball, nghĩa là sử dụng những cái từ verb in trước. Xong sau đó mới tới two dots là số nhiều thêm s. Và cuối cùng thì mới là he lives in New York, có nghĩa là thì hiện tại đơn của mình ở đây. Có nghĩa là sao? Cái nhu cầu khi mình sử dụng tiếng Anh thực tế, mình không có cần phải sử dụng thì hiện tại đơn với ngôi ba số ít động từ thêm s. Thì Stephen Gresham mới phản ánh chuyện đó và ông mới nói rằng là natural order sẽ không có giống với lại trình tự từ dễ đến khó của điểm ngữ pháp. Vậy thì cái lý thuyết này giúp gì cho mình? Thì lý thuyết này của giáo sư Stephen Gresham là tiền đề cho sự thay đổi rất là nhiều về các cái giáo trình dạy học sau này. Thì mọi người để ý ha, sau khi Stephen Gresham nói về natural order thì người ta đã nói rằng là thật ra thì các bạn vẫn mới dạy cấu trúc từ dễ đến khó chứ, thì giáo viên mới dễ giải thích, học trò mới dễ hiểu được là tại sao lại phải thêm s, tại sao vào chỗ này phải thêm verb in, động từ to be là gì. Thì mình vẫn phải dạy theo cấu trúc từ dễ đến khó của điểm ngữ pháp. Tuy nhiên sách bây giờ nó hay lắm mọi người, nó sẽ dạy theo chủ đề quen thuộc tới chủ đề xa lạ. Rồi mọi người quay lại cái hai cái câu hồi nãy của mình nha. Rồi nãy mình có hai câu này đúng không? It's raining, it rains. Nhưng mà mọi người để ý đi, sách giáo khoa bây giờ sẽ không có dạy câu này trước rồi câu này sau đâu, đúng không? Nhưng mà mình sẽ dạy chủ đề gì trước? Mình sẽ dạy chủ đề về thời tiết hiện tại. Mình nhìn ra ngoài cửa sổ mình thấy đó. Thì thường trong sách giáo khoa bây giờ sẽ dạy câu it's raining trước. Rồi những cái gì mà là a fact trong hiện tại đơn á, it rains đúng không, là một sự thật hiển nhiên. Đó, thường khi mà mình nói về thời tiết mình sẽ chỉ sử dụng câu này khi nào mà mình muốn nói kiểu dự báo thời tiết vào tháng 10 thì ở Việt Nam sẽ mưa chẳng hạn. Đó, thì câu này hiện tại theo sách giáo khoa bây giờ câu này dạy sau chứ không có dạy trước đâu. Rồi, mình cho các bạn coi thử một cuốn sách nha. Đây là cuốn giáo trình Family and Friends số 1. Thì mọi người để ý ha. Đây, ở đây nó sẽ dạy theo chủ đề đơn giản trước là school nè, at school nè, toys nè, my body nè. Các bạn thấy không? Tức là em bé lớp 1 sẽ học những cái chủ đề rất là cơ bản. Tuy nhiên thì em bé sẽ vẫn học những cái câu hiện tại đơn trước. Đây, what's this? It's a. Đó. Rồi, my favorite. Is this your teddy? Cái này this is, there are là động từ to be hiện tại đơn chứ gì nữa, đúng không? Rồi, thì mọi người sẽ thấy được là thường những cái chủ đề nào mà đơn giản sẽ được dạy trước. Và sách giáo trình họ rất là hay, họ cố gắng họ lồng ghép cũng là cấu trúc từ dễ đến khó của điểm ngữ pháp, nhưng mà được lồng ghép vào những cái chủ đề đơn giản để mà học trò có thể
dựa trên natural order của họ, họ hấp thụ trước. Và ví dụ như đây là cú Family and Friend 5 thì mọi người sẽ thấy được là lên tới cái lớp 5, lớp 6 á, thì mấy bé mới bắt đầu học những cái chủ đề khó hơn như là môi trường nè, rồi tái chế, rồi hoặc là dưới đây là Wildlife Park, là kiểu công viên các động vật hoang dã đó, thì các bạn sẽ thấy là những chủ đề nó sẽ xa lạ hơn thì sẽ được dạy sau. Thì bây giờ sách rất là hay, họ sẽ gồng ghép những điểm ngữ pháp cũng là từ dễ đến khó, nhưng mà chủ đề cũng là từ quen thuộc rồi từ mới xa lạ. Thì dựa trên cái thuyết này, mọi người sẽ thấy được rằng là mỗi người chúng ta sẽ có một trình tự hấp thụ một cách tự nhiên, nhưng mà thường là chúng ta sẽ cần sử dụng cái nào trước thì mình sẽ hấp thụ trước ha. Cho nên khi mà giáo viên dạy á, bên cạnh cái việc là các bạn sẽ dạy cấu trúc ngữ pháp từ dễ đến khó để học trò dễ hiểu, thì các bạn cũng nên dạy những chủ đề từ quen thuộc tới chủ đề xa lạ sau nha. Thì lúc đó học trò mới dựa trên cái natural order, họ mới hấp thụ ngôn ngữ một cách tốt nhất được. Vậy là chúng ta đã đi qua hết 5 lý thuyết thủ đắc ngôn ngữ của giáo sư Stephen Krashen rồi. Mình mong rằng những kiến thức này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề các bạn giảng dạy cũng như là chọn giáo trình dạy như thế nào cho phù hợp. Nếu như các bạn thích những video này thì các bạn hãy bấm nút like và subscribe kênh của mình, tại vì mình sẽ ra những video về kiến thức giảng dạy hàng tuần nha.